Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngập Comics. Anh em thấy đó, có rất nhiều anh chàng trong thế giới comics luôn tỏ ra mình thù ghét tất cả mọi thứ xung quanh, bởi vì họ là những người đã phải chịu sự phản bội hoặc bắt nạt trong quá khứ. Vì vậy giờ đây muốn đáp trả lại mọi kẻ xung quanh mình. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngập Comics đến ngay với Top 10 manga manh hua có main mạnh mẽ ghét cả thế giới. Và đừng quên để lại cho mình một like đăng ký kênh để ủng hộ cho Thỏ Ngập Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Vinh Quang Kiếm, thể loại hành động phiêu lưu drama lịch sử manga shonen. Thời đại thuộc về các chiến binh là luật, quyền lực và danh dự. Chiến binh quyết định sự sống và cái chết. Máu được rút ra bởi những thanh kiếm là giai điệu của thời đại. Một cậu bé đơn độc sau cái chết của ông mình bắt đầu hành trình tìm kiếm người cha của mình, người đã chiến đấu trên chiến trường. 9. Ma Tông Không Dễ Ở, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manga võ thuật. Khuyên Giao, một đệ tử của môn phái tiên môn, bị thương nặng và ngất xỉu trong một lần làm nhiệm vụ. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình bị nhầm là đệ tử của môn phái yêu ma và được giải cứu. Để tồn tại, Tần Nghiêu phải cải trang thành đệ tử yêu ma và âm thầm tìm cách trốn trở lại môn phái của mình. Tuy nhiên, quỷ tộc không dễ dàng trà trộn vào như vậy. 8. Tiên Tôn Lạc Vô Cực, thể loại hành động fantasy manh hua võ thuật. Vị thánh vương ra chết, cứ như vậy anh đã bị phản bội bởi đệ tử và những người anh em của mình. Mặc dù cơ thể phàm nhân của anh ta có thể đã chết, nhưng linh hồn của anh ta vẫn sống. Với Emperor's Scripture, một kho báu quý giá, anh ta đặt mục tiêu trả thù. Lâu Wuji đã trở lại trái đất để sẵn sàng tàn sát kẻ thù của mình và xây dựng lại địa vị thần thánh của mình. Trong cuộc đời này, tên Wuji sẽ vượt qua mặt trời, mặt trăng và thậm chí cả vũ trụ. 7. Đại Lục Vô Song, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy manga shonen. Đây là một thế giới có hòa bình đã bị phá hủy bởi chúa tể bóng tối Zetnium. Nero là một cậu bé nửa người nửa yêu tinh, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ và được một cặp vợ chồng nô lệ nhận nuôi. Trong thế giới này, nô lệ không được đối xử như con người, vì cha mẹ nuôi của Nero là nô lệ. Họ bị ngược đãi và cuối cùng mất mạng. Giờ đây, Nero một lần nữa phải một mình gánh vác gánh nặng của gia đình và làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ hai đứa em của mình. Nếu Nero muốn thoát khỏi số phận này, chỉ có một điều anh ấy có thể làm. Anh ta phải tốt nghiệp học viện Excanum, giống như hoàng đế hiện tại Muren, người đã từng là nô lệ. 6. Cậu bé của quỷ, thể loại hành động fantasy manga học đường shonen siêu nhân. Dung Ho, một học sinh tầm thường bị bắt nạt tới mức phải tự tử nhưng không thành. Cho tới một ngày, đại ác ma Mephistopheles đã nghe lời thỉnh cầu của cậu và ban cho Dung Ho sức mạnh để trả thù, đổi lại linh hồn của chính mình. Dung Ho chấp nhận không mấy do dự vì bản thân cậu không thể sống nổi trong cái địa ngục này nữa. Nhưng cậu không biết rằng mình chỉ là con tốt trong một bàn cờ mà người chơi là thiên thần, ác quỷ và thầy trừ tà. 5. Xếp hạng bắt nạt, thể loại hành động hài hước drama manga. Sung Bin là người bình thường, nhưng sau cái chết của em gái mình, anh ấy lấy biệt danh là Mặt Nạ Neon. Trong vai Neon Max, anh ta đã trở thành một streamer tâm thần và gây chiến với tất cả các băng nhóm. Không ai có thể đoán được rằng Sung Bin có vẻ ngoài ngơ ngáo thực sự là Neon Max. Một ngày, anh hùng Internet nổi tiếng với việc trừng trị những thanh niên bạo lực bắt nạt trên YouTube, xếp hạng bắt nạt cũng từ anh mà ra. Cụ thể là anh ta sẽ không ngừng nghỉ trừng phạt cho đến khi anh ta tiêu diệt được mọi tên du côn cuối cùng trên đất nước. Liệu Neon Max có thể đánh bại tất cả với sự trợ giúp của các vệ sĩ của mình, hay họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Neon Max từng tuyên bố rằng, bọn bắt nạt chúng mày đã cướp đi niềm vui, gia đình của nhiều người khác. Vậy thì tao sẽ đại diện cho họ dẫm đạp lên tất cả mọi thứ của chúng mày. 4. Cổ Chân Nhân, thể loại phiêu lưu drama fantasy võ thuật siêu nhân. Câu chuyện về một nhân vật phản diện, Phương Nguyên, người đã tái sinh 500 năm về quá khứ
với Xuân Thu Thiền mà anh ta đã dày công tinh luyện. Với trí tuệ huyền thâm, kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc sống trước của mình, anh ấy tìm cách vượt qua kẻ thù của mình bằng các kỹ năng và sự thông minh. Tàn nhẫn và vô đạo đức, anh ta không cần phải kiềm chế khi theo đuổi mục tiêu cuối cùng của mình. Trong một thế giới tàn khốc, nơi một người tu luyện sử dụng Gu, sinh vật huyền bí của thế giới, Phương Nguyên phải vượt lên tất cả bằng sức mạnh của chính mình. Ba, huyền thoại Tu La Độc Long, thể loại hành động phiêu lưu fantasy, manhwa võ thuật. Một loạt các dược môn tự hào có lịch sử lâu đời đã bị tiêu diệt toàn bộ. Giữa chốn địa ngục đầy tuyệt vọng, xác chết chất đống thành núi, máu chảy thành sông ấy, Asura cuối cùng cũng đã bừng tỉnh. Ta sẽ giết sạch tất cả chúng, không chừa một mảnh xác, tuyệt đối sẽ không dừng tay cho đến khi giết sạch bọn chúng. Jin Chagang, người còn sống duy nhất của dược môn Bạch Hoa Tuyệt Cốc, công cuộc trả thù cô độc của một chàng trai nọ được ghi chép lại như một truyền thuyết trong lịch sử võ lâm giang hồ sau này chính thức bắt đầu. Hai, vua thăng cấp, thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy manhwa seinen. Yeon Gu có một người em trai sinh đôi đột ngột biến mất cách đây 5 năm. Một ngày nọ, anh tìm thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi thuộc về em trai mình. Khi mở nó ra, anh tìm thấy một cuốn nhật ký ẩn chứa trong đó ghi lại cuộc sống của em trai mình trong Obelisk, Tower of the Sun God, một thế giới nơi có nhiều vũ trụ và chiều không gian giao nhau. Em trai của anh đã trở thành nạn nhân của sự phản bội trong thế giới này khi leo lên Obelisk. Sau khi biết được sự thật, Yeon Gu quyết định leo lên tòa tháp cùng với cuốn nhật ký của em trai mình. 1. Sát thủ 2044, thể loại hành động phiêu lưu manhwa. Trong khoảng thời gian hỗn loạn của thế giới Murim, số 2044 đã bị bắt cóc khi còn nhỏ và đưa đến thế lực ma quỷ để huấn luyện các cách ám sát. Sau khi chịu đựng tất cả các khóa huấn luyện khắc nghiệt của mình và sống sót cho đến cuối cùng, anh ta có thể giành được danh hiệu Mục Hiang. Tuy nhiên, Mục Hiang luôn khát khao vô độ và đó chính là khao khát của anh ta đối với thanh kiếm. Chính trong thời gian này, Mục Hiang đã được gặp chủ nhân mới của mình, Blade of Illusions, You Bet. Đây đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời của anh ấy. Liệu Mục Hiang có thể vượt qua vương quốc ma quỷ sâu thẳm mà anh ta đã hướng tới cả đời hay không? Đây là một câu chuyện về Mục Hiang, người cuối cùng phải chiến đấu chống lại nhiều võ sư để đạt được mục tiêu của mình. 3. Trên đây là top 10 manhwa manhua có main mạnh mẽ ghét cả thế giới mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Comics biết để mình gấp rút cho ra mắt cắt tóc tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn, bye bye!